Hello anh em đã đến với channel của mình F2B Gaming. Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về hướng dẫn các anh em chúng ta xài phiên bản PC với game Red Kingdom. Anh em có thể là chọn tải từ web chính của Red Kingdom. Chúng ta sẽ chọn một cái đường dẫn, chúng ta sẽ gõ đường dẫn như thế này. Đây, mình sẽ sao chép qua đây, anh em có thể xem rõ hơn. Đây, đường dẫn. Anh em có thể gõ là Riot Kingdom không có cái dòng này dẫn được ha anh em. Đây, ví dụ như bây giờ mình sẽ bỏ cái chữ N này đi. Đây, anh em có thể rõ rok.lilip.com dán vị trí cập hay nè. Đây, anh em sẽ thấy ở đây. Rồi, anh em sẽ nhấp vô nút Windows. Đây là anh em sẽ tải một cái file. Chúng ta sẽ chọn cái nơi lưu. Hiện tại là mình đã tải về rồi ha anh em ha. File này nó có dung lượng cũng không mấy gì nặng, tầm khoảng 916 MB thôi anh em. Mình đã tải rồi nên mình sẽ không tải nữa, tại tải cũng rất là lâu rồi. Về cái thông số PC thì mình có hỏi cái nhà cung cấp sẽ cho chúng ta một cấu hình chung. Hiện tại là mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái máy của mình. Hiện tại là mình chỉ xài Core i3 thôi anh em. Core i3 thế hệ thứ 3, 2.4 GHz ha anh em. RAM đang nâng cấp lên hiện tại là 8GB, đang xài điều hành Win 11 64 bit. Đây, anh em có thể tham khảo cấu hình này mà chúng ta sẽ sử dụng để chơi cái Red Kingdom ha anh em. Rồi, mình sẽ tiến hành cài đặt cái Red Kingdom. Sau khi anh em đã tải xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt. Chúng ta sẽ bấm nút Run. Đây là cái đường dẫn để chúng ta tải về. Đây, chúng ta có thể kéo nó qua đây. Mặc định sẽ trò chơi, cài đặt trò chơi nó sẽ là ẩu C hay các anh em. Rồi, chúng ta sẽ bấm net và chúng ta ok. Đây đang là phiên bản thử nghiệm. Anh em nào chơi ổn rồi thì chúng ta có thể chơi trực tiếp trên đây. Từ cộng đồng mạng mình có tham khảo một số ý kiến của anh em là được đánh giá là phiên bản PC rất là mượt, nhẹ, các cấu hình có thể chơi được. Nhưng mà theo mình nghĩ thì có thể là các bạn tham khảo về cấu hình của mình, Core i3 rồi RAM 8GB. Mình đang chạy hệ điều hành Win 10. Anh em có thể kiếm một con máy như thế để cài game Red Kingdom phiên bản PC cũng rất là ổn ha anh em. Rồi, anh em đợi chút xíu. Cài đặt này không tới 1 phút nữa anh em. Không tới 1 phút nữa chúng ta sẽ hoàn tất cái phiên bản Red Kingdom trên PC. Mình sẽ cho các anh em biết nó sẽ chạy mượt hay không. Anh em ngồi chờ chút xíu nha. Nếu như mà chúng ta có một cái phiên bản PC thì cái việc cài cuốc game nó rất là đơn giản. Tại vì đối với phiên bản trên điện thoại thì chúng ta có thể chơi trên bất cứ điện thoại nào, nhưng mà nếu mà cấu hình điện thoại thấp thì chúng ta cũng chơi rất là khó khăn. Mặc dù đã được
giảm về đồ họa, nhưng mà khi chúng ta tiến vào một số cái event khác nhau thì Red Kingdom sẽ cập nhật thêm chút xíu về các cái đồ họa. Nên là theo lời khuyên của chúng ta thì anh em có thể kiếm một con máy tầm khoảng coi 3, chúng ta có thể chơi trực tiếp trên máy tính. Máy tính có thể chơi game, rồi sau đó chúng ta có thể học tập hay là thực hiện cái công việc của mình. Đây là màn hình chúng ta đã cài đặt thành công ha anh em. Completing the Red Kingdom setup. Thành công. Chúng ta sẽ bấm phía net và chạy thử xem Red Kingdom sẽ chạy được hay không. Đây, check in đầu tiên phiên bản rồi. Cái màn hình đầu tiên là chúng ta check in thành công. Mình tắt cái này đi. Chúng ta bấm nút play. Wow. Màn hình rất là đẹp các bạn. Có tiếng luôn, mọi thứ rất là ok. Đây, chúng ta đang trải nghiệm trên PC. Wow. Đây là cái màn hình đầu tiên chúng ta được vào tham gia. Đây, chúng ta có thể cài ngôn ngữ hay anh em. Này, đối với ngôn ngữ này là ngôn ngữ English. Chúng ta có thể chọn ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi, sau khi chúng ta cài ngôn ngữ tiếng Việt thì game sẽ tải lại và đã hiển thị cho chúng ta ngôn ngữ tiếng Việt. Bật chức năng trợ giúp nhanh chóng trong cài đặt để giúp các đồng minh mọi lúc mọi nơi. Này, rất là nhẹ nhàng anh em ơi. Đây, có rất nhiều cài đặt. Anh em có thể cài đặt cửa sổ hiển thị màn hình như thế này, hoặc là anh em có thể màn hình 1024. Đây, nhỏ hơn. Hoặc là 072 lớn hơn chút xíu. Hoặc là 8080 màn hình nhỏ hơn. Đây, thì thật cảm ơn các anh em ha. Đây, có rất nhiều chức năng cũng y hệt như là một cái phiên bản mà chúng ta đang chơi trên điện thoại. Đây. Ngoài ra chúng ta cũng có thể liên kết cái tài khoản. Đây. Chúng ta sẽ bắt đầu test ha anh em. Hiện tại là chúng ta sẽ có như thế. Bây giờ chúng ta muốn dẫn một đạo quân thì chúng ta sẽ nhấp giữ luôn. Đây, chúng ta ấn nút diễu hành thì chúng ta sẽ dẫn đạo quân ra. Hiện tại là mình chỉ có tôn tử. Đây, chúng ta có thể ấn nút bằng phím nha anh em. F1, F2. Này, ví dụ như chúng ta ấn F2 là chúng ta có thể dẫn đi bất cứ nơi nào. Kéo ra, kéo vô. Rất là đơn giản, màn hình rất là im. Nhẹ nhàng, rất là mướt luôn anh em. Này, trung cấp thượng đỉnh luôn. Quá tuyệt vời anh em.
rất là nhẹ, dễ dàng. Như chúng ta muốn đi do thám, chúng ta chỉ cần bấm nút do. Con chuột ví như là chúng ta đang kéo trên một cái màn hình. Quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ đánh một cái màn gỡ cấp 1. Chúng ta có thể bấm nút tấn công, hoặc là chúng ta có thể kéo trong màn hình, kéo ra. Để mình xem hiện tại mình đang ở. Chúng ta đang ở. Rồi chúng ta lăn lên con chuột hết cỡ thì chúng ta bấm nút. Chúng ta xem thử chúng ta đang ở Kingdom nào. Hiện tại mình đang ở là Kingdom 2678. Một Kingdom rất là mới. Này, công tử chúng ta sau khi đánh xong sẽ đi về. Nếu như chúng ta không muốn đi về thì chúng ta có thể kéo một đoạn nơi khác. Ngoài ra thì mình có thể đánh quân. Mang gỡ bằng cho giữ cái đạo quân đó luôn bằng cách là bấm vô nút là giữ nguyên vị trí tấn công. Rồi chúng ta chọn. Quá là nhẹ nhàng anh em. Quá tuyệt vời nè. Phiên bản rất là nhẹ. Đây, sau khi đánh xong sẽ đứng một chỗ. Nếu như các bạn click vào cái click đứng yên. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái cài đặt thì cũng như là các cài đặt trên thiết bị điện thoại của chúng ta.